Chào anh em nhá. Chiều nay tôi lại ra cái vườn phôi đây. Tôi có một cái cây sung to ở đây trước đây tôi làm nó khá đẹp rồi anh em ạ. Vườn phôi này, cây nó lộn nhà lộn nhộm. Mà nó bị bực cái là nó bị cái con sâu đục thân đấy anh em. Nó đục từ dưới lên lên đây này. Nó chết mất một cái cành ở đây anh em ạ. Chết mất cái tay một ở đây này. Đâm cho cái cây này nó bị chống hết cái đoạn ức ấy. Giờ tôi đang dìu cái cành lên nó xuống này. Mà nó không có cái đoạn là nó không có một cái mầm này, nó có cái mầm chỗ này nữa thì được. Mấy cái mầm này thì thấp quá. Mấy cái cây này bỏ ai thương vương thì tội. Thôi thì cũng cố tạo cho nó thành một cái hình này, sau này đưa nó lên chậu nuôi. Cái cắt ở đây này anh em này, nuôi được cái tay, cái thân lên như này, cái mầm lên như này, nuôi được cái cốt thân như này. Cái tay đây mà còn thì cây này bây giờ nó thành một cái dáng khá đẹp luôn anh em ạ. Hôm nay tiện thể ra vườn thì tôi cắt hết những cái mầm này, lọc bớt cành cho nó anh em ạ. Anh em xem cho vui nha. Đây anh em, sau một hồi người ta cũng lọc xong rồi này. Đây anh em thấy không? Nếu mà nó có cái cành đằng trước đây đẹp, sau này chắc phải diễn cái quân tử sẽ lên lên này. Làm quân tử ở chỗ bụng này, tự treo khóa lớp làm sao mà nó lấp được cái chỗ này đi. Hoặc là mấy cái tay này đưa sang. Đợi cái mầm nó ra đây, tiếp tục vắt nó lên đây, dựng kết thúc ngọn chỗ này. Mầm nó ra ở đoạn này. Đấy, có những cây đúng ra thì ý tưởng của mình là làm nó được đấy anh em ạ. Mất một cái cành chỗ này, hỏng luôn cả một cái cây. Nói chung làm để mà để một cây mà chơi bình thường thì vẫn chưa làm được anh em ạ. Vẫn chơi được.